đang theo dõi chặt cơn bão Sao La ở phía đông bắc đảo Luzon. Áp thấp nhiệt đới vùng biển phía đông bắc đảo Luzon, Philippines đã mạnh lên thành bão, có tên Sao La, là một trong 10 tên bão do Việt Nam đề xuất. Ngày 25 tháng 8, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bão Sao La là một trong 10 tên bão do Việt Nam đề xuất đang trên vùng biển phía đông bắc đảo Luzon, Philippines. Các chuyên gia nhận định bão Sao La có đường đi phức tạp, hiện Trung tâm Khí tượng đang theo dõi chặt cơn bão này. Cũng theo cơ quan khí tượng, nếu cơn bão Sao La không di chuyển vào Biển Đông, thì tháng 8 năm 2023 là năm không xuất hiện cơn bão áp thấp nhiệt đới nào trên Biển Đông. Đánh giá trong 30 năm qua, chỉ có năm 2011 và 2015 là 2 năm không có bão áp thấp nhiệt đới trong tháng 8. Điều này cũng phản ánh tác động của năm El Nino khiến bão áp thấp nhiệt đới xuất hiện ít hơn bình thường. Cơ quan khí tượng thông tin thêm. Ngoài ra, Đài khí tượng Hồng Kông dự báo bão Sao La đang mạnh lên với cường độ dự báo có thể đạt cấp 14. Trước đó, trong bản tin dự báo mùa tháng 8, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã đưa ra nhận định trạng thái khí quyển và đại dương đang trong điều kiện El Nino. Dự báo trong 3 tháng tới, El Nino tiếp tục duy trì với xác suất khoảng 85-95%. Do sự chi phối của El Nino, từ nửa cuối tháng 8 đến tháng 11 năm 2023, trên Biển Đông sẽ xuất hiện 5-7 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 2-3 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Đề phòng những cơn bão có diễn biến phức tạp cả về quỹ đạo cũng như cường độ, cơ quan khí tượng lưu ý.